Hello bạn, là Dũng đây các bạn. Xin giới thiệu với bạn, đây là quán ốc đêm đồng giá 30k nha các bạn. Dũng giới thiệu với các bạn, đây là ốc lúa đỏ, rồi ốc gai nha các bạn. Và có khò đẹp, rồi sò dẹo, sò lông. Cái này là giống như là ngao hay còi, ốc bu, mực, rồi nghêu, sò huyết, ốc giác, ốc cà na nữa các bạn. Rồi có hàu, càng ghẹ, với lại ốc mỡ, ốc móng tay, có con sam nữa các bạn. Đây là hàu, với lại có cả các loại khô luôn, trứng vịt lộn, khô mực, khô cá. Thì hôm nay lâu ngày quá Dũng với lại gia đình không có ăn hải sản, cho nên là mình sẽ order các món là, đây là sò đẹp, sò nướng phô mai, con sam nè bạn, sam nướng mỡ hành, với lại mình có ăn sò sữa nướng mỡ hành nữa các bạn, ngon lắm. Đây là khi mà ở một cái bàn, cái vô bàn khách đằng kia, ở bàn khách đằng đẳng đó, người ta gọi một dĩa ốc móng tay, thì chị sẽ bỏ một cái ốc móng tay vô trong cái dĩa này, rồi một dĩa sò huyết sẽ bỏ sò huyết vô để làm dấu ký hiệu là cái bàn đó đã kêu mấy món. Các bạn thấy lạ không? Đây là lần đầu tiên Dũng thấy cái quán mà có cái menu với là cái bill làm theo kiểu này, nhìn nó tếu tếu. Còn đây thì tại sao lại có hai con ốc bu trong một cái dĩa như thế này? Chắc là Dũng không nói các bạn cũng biết đúng không? Bởi vì ví dụ như người ta kêu hai dĩa ốc bu thì sẽ là hai con vô trong đây. Vậy ha bạn ha. Thì quán là anh chị tự nấu nướng, tự tiếp khách luôn các bạn, cho nên là các bạn nhìn đó, bàn ghế này kia chưa kịp dọn luôn nè. Không phải là quán vắng các bạn, mà khách mới vừa ăn xong các bạn. Thấy không? Quá trời chưa kịp dọn luôn, chỉ là không kịp tay, không sể đó. Rồi khách còn order thêm nữa, rồi Dũng cũng order nữa. Sẵn đây cho các bạn coi sơ qua cách chế biến hàu của anh chị luôn nha. Này là hàu nướng gì chị? Nướng phô mai hả chị? Hàu nướng phô mai, hấp dẫn quá. Đập tách ra rồi, cái này là nướng luôn các bạn. Nướng luôn. Đây các bạn thấy phô mai không? Chị bỏ phô mai vô đó, hấp dẫn quá ha. Quá quá ngon luôn. Phô mai là công thức đặc biệt của quán làm nha, ngon lắm. Cho nên là gia đình Dũng cũng thích ăn lắm. Đó, các bạn thấy không? Lửa nó bắt đầu bốc lên rồi, phô mai nó cháy và nước nó nhiễu xuống rồi lửa nó bốc lên đó. Hấp dẫn quá. Rồi cho ra dĩa luôn. Đây các bạn xem qua nha các bạn. Đây giờ Dũng cho các bạn coi thêm món tôm nướng của quán chị làm. Đây các bạn, sau khi sim xong chị đưa vô trong này nướng nữa các bạn. Nướng bằng lửa than lúc nào thức ăn cũng ngon đó. Nó chín mà ngon lắm, cái vị nó khác vô đây ga với là điện. Đó, bây giờ chị tẩm ướp vô đó, có cái nước tẩm ướp riêng. Rồi thì tôm bắt đầu chín rồi, nó thấm vô có cái màu đẹp quá. Ốc bu nướng tiêu nha các bạn. Đó. Một phần đó là bao nhiêu đó con đó, bình dân mà ngon lắm, rất là rẻ. Sò huyết sò tỏi hấp dẫn không bạn? Đó, hấp dẫn chưa? Áp chảo á, quá ngon luôn. Vô tình Dũng biết được cái quán của anh chị ở đây làm ngon quá. Không cần phải đi đâu xa đó, cũng không nhất thiết phải đi Cần Giờ nữa. Mình ở gần nhà, hôm nào mà thèm quá thì chạy ra thôi, cách nhà mình khoảng một cây số. Đây, quay trở lại với lại dĩa tôm, các bạn thấy màu ứng đẹp không bạn? Màu này màu gốc của iPhone luôn, mình không có chỉnh gì nha. Nhìn hấp dẫn quá bạn ơi. Cũng trở lại với lại món ốc bu nướng tiêu các bạn. Đó, giờ nó sôi nó chín thì nó, bạn thấy ngon quá không? Rồi chị lại bỏ lên dĩa luôn, chuẩn bị giao cho khách luôn. Đây bạn, giờ là công tác chuẩn bị than này kia để cho lửa này kia nó đầy đủ ha.
Rồi xong rồi sẽ bắt đầu tới món của Dũng. Thì chị sẽ là món của Dũng đầu tiên là món sò sữa nướng mỡ hành. Đấy, các bạn thấy nguyên mâm sò của Dũng không? Hấp dẫn chưa? Đó, quá đã luôn ha bạn ha. Lửa than đẹp quá. Đây là công đoạn đầu tiên là mình sẽ nướng cho cái sò nó chín. Thì trước khi nướng là chị sẽ đem con sò lên, chị cắt nó ra luôn để khi mà nướng nó dễ chín, lửa nó vô trong dễ chín, với lại khi mà ướp gia vị vô nó thấm hơn, rồi lúc mà mình ăn mình cũng tiện dụng hơn, mình có thể cắn dễ. Đẹp quá bạn ơi. Ba phần ốc sữa nướng nướng mỡ hành của Dũng đã lên đầy đủ nha bạn. Khó nghi ngút, thơm ngon lắm các bạn ơi. Đẹp quá. Các bạn thấy hấp dẫn không? Thơm lắm, đứng gần khu vực nấu nướng chịu không nổi đâu bạn ơi. Rất là ngon luôn. Thì cái này mà không ăn là uổng lắm, cho nên là cuộc sống mà đôi khi lâu lâu mình cũng phải ăn uống một tí nha các bạn, để mà nó có hương vị cuộc sống nhiều hơn, vui vẻ hơn. Rồi các bạn xem cận cảnh cho mấy con ốc nha, ngon quá. Đó, bây giờ là chị cho đậu phộng vô. Lửa đã quá các bạn ơi. Mỗi một nơi có một cái bí quyết nấu nướng khác nhau, nhưng mà ốc thì khi mà người ta bán, người ta lựa đồ ngon thì mình về mình ăn rất là thích các bạn. Như là cái cách chế biến cũng là một cái mà quan trọng nữa. Nếu mà mình chế biến nêm nếm được ngon thì khách rất là thích. Rồi bây giờ là sẽ cho cái ốc sữa đó vào trong cái hộp đã nướng đủ lửa rồi các bạn. Hấp dẫn quá. Các bạn, đây là món thứ hai của Dũng. Thì là sò đẹp nước phô mai các bạn, ba phần sò đẹp nước phô mai. Thì món này là món khoái khẩu của vợ Dũng. Lâu lắm rồi cái nhà mới ăn hải sản lại các bạn ơi. Cho nên là mình mua ăn một lần thì chi phí cũng không có nhiều đó bạn ơi. Các bạn xem cận cảnh nha, sò đẹp nước phô mai nha các bạn. Hấp dẫn quá. Đây con này nó chín nè bạn. Con nào chín là sẽ được đưa ra ngoài. Toàn cảnh của quán nha các bạn. Đầy đủ thức ăn hết, rất là ngon. Anh chị hàng ngày đều đi chợ mua đồ mới về để mà phục vụ khách hàng hết đó các bạn. Nhiệt tình, thân thiện lắm. Mà đặc biệt là đồ ăn ngon mình mới ủng hộ nha bạn. Đồ ăn thật sự ngon. Vợ Dũng là ghiền món này luôn. Thì với các bạn, đây là hai con sam của Dũng order. Lúc đầu em cứ tưởng là qua Tết là hết mùa sam rồi chị. Đây bạn, sẵn đây cho các bạn coi thêm một món nữa, đó là mực nướng sa tế hả chị? Mực nướng sa tế rất là ngon các bạn. Hấp dẫn chưa? Thì mực tươi rã đông xong cái đồ chị quét sa tế lên rồi nướng. Cách của chị đây làm nó hơi ngộ tí là, nhưng mà ăn ngon, mình thấy ngon. Mỗi nơi một cách, có nhiều nơi thì người ta ướp trước. Nhưng mà ướp trước thì em sợ là có cái con mực nó bị mặn không vậy. Còn cái này khi nào nướng mình mới ướp vô thì chắc là ăn nó vừa. Dũng có ăn mực thử rồi, nhưng mà hôm nay thì không có order món này. Hôm nay món này của khách, nhưng mà Dũng cũng chia sẻ thêm
cách chế biến của anh chị cho các bạn xem qua luôn. Các bạn mực nướng xong rồi bắt đầu cắt ra các bạn. Cắt ra cho nó chín từ từ vô trong. Đó, giờ mực chín rồi đó, cắt đó các bạn. Thì hai con sam của Dũng để bên hông để hâm nóng tí, từ từ lên cho nó thấm vô trong, cái nhiệt độ thấm vô trong. Rồi sau khi nướng mực xong thì bắt đầu sẽ làm nếp con sam của Dũng. Hôm nay Dũng chia sẻ đến các bạn phong phú quá luôn. Là thêm món xò dẹo nướng nữa bạn. Xò dẹo nó nướng gì chị? À, xò dẹo nướng mỡ hành nha các bạn. Hình như là mọi người ở Sài Gòn lại thích cái khẩu vị là nướng mỡ hành với lại cháy tỏi rồi sa tế các bạn. Thành ra hầu như nãy giờ cũng có những cái món làm gia vị là mỡ hành rồi tỏi với lại sa tế. Dũng cũng thích khẩu vị này. Ngon quá các bạn. Đó, áp lửa lên rồi nó bắt đầu nó bắt đầu có mùi thơm lên, hấp dẫn lắm. Đó, nó sôi lên rồi cái mùi thơm ra. Khói nghi ngút luôn bạn ơi. Tại con sam nó chín hơi lâu, thành ra mình để cho nó áp nhiệt độ xong một lát nữa mới làm tiếp nha bạn. Thì trong cái giai đoạn mà chờ đợi con sam đó thì mình nhường cho khách người ta làm trước mấy cái món dễ chế biến nó mau hơn. Đồ nướng các bạn là ăn ngon lắm. Nếu mà hải sản mà đồ nướng là mình thấy nó thú vị, nó ăn rất là ngon. Hầu như là nãy giờ chế biến tất cả đều là nướng than hết. Cũng có xào nấu nhưng mà cái món nướng thì nó là đặc trưng của đồ hải sản. Dưới rắc cái đậu phộng lên là hấp dẫn quá bạn. Các bạn thì giờ chị đã cắt sam ra để cho coi trứng bên trong với lại chế biến món ăn. Đây các bạn thấy trứng của sam không bạn? Đó, chị bỏ đậu phộng vô. Hấp dẫn quá. Trứng dữ lắm nha bạn, hai con này nếu mà cạo trứng ra là được một tô á. Hôm bữa em cạo thử chị là hai con nó cạo ra gần một tô này á. Nhiều lắm á, chứ không phải giỡn đâu bạn. Hấp dẫn lắm. Đó, chị đang chế biến. Ngon lắm. Quá trời trứng luôn, nhìn vậy chứ nhiều lắm các bạn ơi. Sam, trứng sam ăn ngon lắm bạn. Ai chưa ăn thử thì nên thử một lần cho biết nha bạn. Nó béo lắm, nó bùi bùi béo béo, ngon lắm. Dạ. Đúng rồi, có nhiệt độ vô trứng nó nổ, cái hơi nó nổ nghe vui tai. Đó, những cái phần thừa ruột rồi kia, bao tử rồi kia của sam thì chị chế biến đúng cách á, chị bỏ đi. Bây giờ thấy đậu phộng mỡ hành lên nữa bạn, hấp dẫn quá bạn, quá ngon luôn. Đó, có mỡ hành vô nó sẽ áp lửa từ từ các bạn. Các bạn thấy đỏ đỏ trong sam không, là chị mới rưới thêm nước mắm sa tế lên đó. Ăn nó thấm vô trong cái trứng ngon lắm. Dũng ăn được mấy lần rồi, Dũng ghiền luôn. Đây Dũng gửi các bạn xem qua con đầu tiên đã làm xong rồi các bạn. Nhìn hấp dẫn lắm rồi này. Rồi tới con thứ hai nha, chị cắt ra. Đổ nước đi, đổ cái nước muối của con sam ra cho nó đỡ mặn. Đó, ép nước muối muối biển ra. Nướng. Giờ thì chỉ tách vỏ con sam. Wow, con sam này trứng màu cam cam luôn, đã quá bạn. Trứng nó già đó. Sam này là chắc mới lứa đầu tiên nhưng mà trứng già nhìn màu cam cam đẹp quá. Chỉ xử lý tiếp phần ruột bên trong của con sam. Đây bạn, đây là trứng gà nha các bạn. Thì sau khi cho đậu phộng mỡ hành này kia thì chỉ cho trứng gà vô. Trứng gà đập ra đánh lên, bỏ vô nướng chung với thịt sam, trứng sam trộn lên.
hấp dẫn quá bạn ơi. Thì ra là có thêm thành phần trứng gà cho nên là trứng sam nó đã bùi rồi, có trứng gà cho nó béo thêm nữa, ăn đã lắm. Rồi cuối cùng thì món sam cũng gần xong rồi bạn, đang cho cái nước mắm sa tế vô cho nó đậm đà, nó thấm vô trong cái sam. Thì tổng kết cái bill của Dũng ngày hôm nay là 3 phần sò sữa nướng nướng mỡ hành nè, rồi 3 phần sò điệp nướng phô mai, với lại 2 chú sam xinh xắn, thì tổng cộng là 300.000 nha các bạn. Sam thì ở đây chị bán là 60.000 một con, sam cũng bự bằng bàn tay. Rồi ở đây là ốc đồng giá thì một phần là 30.000. Rồi các bạn ơi, thì video cũng đã dài, Dũng đã chia sẻ với các bạn cũng một số món rất là nhiều đặc trưng của quán và cách chế biến. Thì bây giờ nếu mà bạn nào ở gần khu vực này á, gần ngay Hòa Điểm á, đến ủng hộ quán nằm trên đường Phan Văn Hớn nha bạn. Đi qua từ quốc lộ 1 đi vô Phan Văn Hớn, qua chợ Hòa Điểm, đi thẳng xuống tí nữa, qua ngã từ Nguyễn Anh Thủ với Phan Văn Hớn, đi tiếp một đoạn khoảng 300m là quán của chị nằm bên tay trái. Quán ốc đêm đồng giá 30.000 nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của Dũng thực tế và các bạn thấy là yêu thích thì các bạn hãy đăng ký, like, subscribe và chia sẻ kênh giúp Dũng nha bạn. Thân ái dành miệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của Dũng. Các bạn, thì cuối cùng Dũng đã về tới nhà rồi các bạn. Bây giờ là Dũng sẽ dùng bữa cùng gia đình và cũng xin mời các bạn dùng bữa với Dũng nha các bạn ơi. Nào chúng ta cùng dùng bữa thôi.